Sếp. Sếp của Tony đã từng là sinh viên Đại học Harvard. Nhân viên. Mai là nhân viên văn phòng. Trợ lý. Sam là trợ lý giám đốc công ty Hoàng Gia. Tổng giám đốc. Mark được đề cử làm tổng giám đốc tập đoàn Accor tại Việt Nam. Cố vấn. Jenny là một cố vấn tài chính cao cấp của chính phủ Anh. Lao động. Ngày 1 tháng 5 là ngày quốc tế lao động. Công việc. Công việc của Tony đang tiến triển rất thuận lợi. Tìm được việc. Sau dịch COVID, tìm được việc không hề dễ dàng. Bị đuổi việc, bị sa thải. Tom bị đuổi việc vì vi phạm quy định của công ty. Thử việc. Thời gian thử việc cho nhân viên mới là 3 tháng. Hồ sơ xin việc. Tony đã từng nộp hồ sơ xin việc vào KPMG. Được bổ nhiệm. Sam được bổ nhiệm làm đại sứ thương hiệu cho hàng không Việt Nam. Nhận được công việc. Michael nhận được một công việc ở Hà Nội. Nghỉ hưu. Tony đã nghỉ hưu vào năm 2023. Thôi việc. Từ chức. Ông ấy bị ép phải thôi việc. Trưởng. Bà ấy là kế toán trưởng của một công ty Hàn Quốc. Làm nghề tự do. Lucy thích làm nghề tự do hơn là làm cho một công ty.
công nhân. Tom đã từng là công nhân nhà máy sản xuất bánh kẹo Thiên Hương. Giờ làm việc. Ngày nào nó cũng gọi điện cho bạn bè trong giờ làm việc. Trụ sở chính. Andy làm việc ở trụ sở chính của công ty. Văn phòng. Văn phòng của Linda nằm cách trung tâm thành phố 10 cây số. Văn phòng đại diện. Sam là trưởng văn phòng đại diện của SCB tại Thái Lan. Nghỉ phép. Michelle nghỉ phép 3 tuần để về thăm nhà. Nghỉ lễ. Toàn bộ nhân viên sẽ được nghỉ lễ 2 tuần vào dịp Tết. Nghỉ bệnh. Sáng nay, Ian đã gọi điện vào văn phòng để xin nghỉ bệnh. Bảo hiểm xã hội. Nó là nhân viên thời vụ nên không có bảo hiểm xã hội. Thuế thu nhập cá nhân. Nó chưa bao giờ đóng thuế thu nhập cá nhân vì nó làm chui.